Từ năm 1959, Amway đã hỗ trợ hàng triệu người trên toàn cầu từ nhiều bối cảnh sống khác nhau khởi nghiệp kinh doanh cùng Amway. Sự thành công của họ đến từ việc bán các sản phẩm chất lượng cao, chăm sóc khách hàng tận tình và hướng dẫn những người khác cùng làm. Cơ hội kinh doanh tuyệt vời một lần nữa lại đến với chương trình quản lý cân nặng Body King. Sau đây là những ưu điểm vượt trội để bắt tay ngay vào việc kinh doanh Body King. Chi phí đầu vào hợp lý, thị trường dễ khai thác khi tỷ lệ người thừa cân béo phì ngày càng tăng. Bạn có thể cùng lúc giúp bản thân và những người khác cải thiện sức khỏe và lối sống. Cộng đồng nhà phân phối sẽ luôn động viên và hỗ trợ bí quyết kinh doanh qua các khóa học trực tuyến. Đây là chương trình cá nhân hóa việc quản lý cân nặng giàu hiệu quả thực tế. Và thống kê cho thấy 74% dân số luôn quan tâm sâu sắc đến việc giảm cân. Đây là thị trường giàu tiềm năng để kinh doanh thành công. Dưới đây là tổng quan hiệu quả kinh doanh cùng BodyKey. Đạt ngay 6% khi bạn mua bộ khởi động BodyKey cho riêng mình và giới thiệu sản phẩm thành công đến một người dùng mới. Đạt 9% khi bạn lập nhóm 4 người để tham gia chương trình BodyKey. Và đạt 12% khi mỗi tuyến dưới tiếp tục giới thiệu thành công đến một người dùng mới. Cơ bản, chương trình BodyKey là nền tảng để bạn kết nối với khách hàng tiềm năng, phát triển sự nghiệp và nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng. Cuối cùng là tăng doanh số trong khi giúp những người bạn bảo trợ đạt được điều tương tự. Khi việc kinh doanh phát triển, mọi người đều được tưởng thưởng nhờ vào kết quả nỗ lực của chính mình. Vì vậy, bạn còn chờ đợi gì nữa? Cùng khởi nghiệp kinh doanh Amway với BodyKey ngay hôm nay! Khám phá cơ hội kinh doanh của bạn hoặc cập nhật thông tin tại website www.nutrilife.com.vn/bodykey hoặc Facebook Nutrilife Việt Nam.